Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trải bài dự đoán tổng quan về tháng 9, cả về công việc lẫn tình cảm dành cho các bạn nhóm nước. Nhóm nước thì chúng ta có là Song Ngư, Cự Giải và Bọ Cạp. Lưu ý với các bạn rằng nhóm nước thì không nhất định là các bạn phải có mặt trời ở Song Ngư hay Cự Giải hay Bọ Cạp, mà nó có thể là vị trí của mặt trăng hoặc là cung Mộc. Thì để chúng ta có được một cái bản đồ sao của riêng mình á, các bạn có thể xuống cái phần mô tả bên dưới, mình đã để sẵn cái link, và theo cái link đó các bạn sẽ có được một cái bản đồ sao nó phù hợp và nó đặc trưng của riêng bạn. Với những bạn mà mới bắt đầu làm quen với những cái khái niệm ngoài cung mặt trời á, cung mặt trời nghĩa là cung theo ngày sinh của các bạn, thì các bạn để ý cho mình là điểm mộc là AC và mặt trời mặt trăng là được rồi. Các bạn có thể coi cả ba cái cung hoàng đạo đó để chúng ta có thể có được những cái trường hợp nó đặc trưng và nó gần với cái tình huống của các bạn nhất. Đây là trải bài chung cho nên nó có thể không phù hợp hoàn toàn với các bạn. Các bạn hãy đón nhận những tình tiết có liên quan, những cái chi tiết mà các bạn cảm thấy phù hợp. Nếu như có một cái chi tiết nào đó các bạn cảm thấy nó không đúng thì đó có thể là câu chuyện của người khác, và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Hãy đón nhận nó với tinh thần cởi mở. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn Song Ngư trước nha. Chào Song Ngư, đây là trải bài dự đoán chung tổng quan về tình hình tháng 9 dành cho các bạn. Chúng ta hãy cùng xem các bạn có câu chuyện như thế nào nha. Ok, đối với các bạn Song Ngư thì các bạn đợi mình một chút, mình sẽ rút cho các bạn thêm vài lá nữa về tình hình công việc. Ok. Đối với các bạn Song Ngư ở trong cái tháng 9 này thì mình thấy nó như thế này. Đầu tiên là với những cái bạn Song Ngư nào mà các bạn đang chờ một cái thông tin, một cái kế hoạch nào đó nó được hoàn thành, hoặc ví dụ như các bạn nằm trong cái trường hợp là các bạn chờ, ví dụ như chờ tin nhận công việc nè, hay là các bạn chờ được mình được phê duyệt duyệt cái dự án đó để cho cấp vốn chẳng hạn, hoặc là nói chung là các bạn chờ một cái dấu hiệu khởi động nào đó ở trong cái tình hình công việc của các bạn, hoặc là trong cái kế hoạch của các bạn á, thì cái dấu hiệu đó sẽ đến trong thời gian rất gần thôi, có thể là trong khoảng tuần đầu tiên của tháng 9 là các bạn sẽ có được cái thông tin về cái việc này nó thực hiện được, nó suôn sẻ. Và mặc dù mình thấy ở đây á là nó suôn sẻ như thế thôi, nhưng mà nó vẫn mang cái tính là nó có thể là chưa có được hiện thực hóa. Có nghĩa ví dụ như các bạn xin cấp vốn đi, thì hiện tại bây giờ các bạn sẽ được cái tin trước, là trước mắt là cái tin là các bạn sẽ được phê duyệt cái khoản vốn đó, và còn cái thời gian nó giải ngân á, thời gian mà các bạn nhận tiền á, thì có thể nó sẽ còn bị tác động bởi một số yếu tố nữa. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn sẽ có những cái tin tức tốt liên quan đến vấn đề công việc, thì ở đây mình thấy như thế là cũng nó cũng khá là ổn định rồi, nó cũng khá là vui rồi. Và cái tháng này của các bạn Song Ngư á, thì các bạn Song Ngư đặc biệt lưu ý cẩn thận khi mà làm việc với vấn đề tiền bạc.
Nếu mà các bạn là thủ quỹ đặc biệt hơn đó, các bạn thủ quỹ người giữ tiền hay là làm việc nhiều với những cái con số mà liên quan đến tiền bạc đó, thì các bạn còn phải cẩn thận, các bạn còn phải coi ngó cho kỹ và làm việc cho kỹ về những cái khía cạnh này. Mình thấy ở đây ha, là có thể là trong cái chuyện công việc của các bạn á, các bạn sẽ gặp một số cái trường hợp, ví dụ như là cái đối tác đó họ bấy lâu nay họ thân thiết với mình, thôi bây giờ mình du di cho một chút cũng được, hoặc là cái kiểu như là cái người này thì hồi đó giờ chắc là bạn của mình mà mình lỏng lẻo cái tiền bạc cho họ một chút cũng được. Thì ở đây mình thấy trong cái tháng 9 này là cái trường hợp đó là mình cảm thấy là không nên. Các bạn còn phải có cái sự rạch ròi giữa cái chuyện tiền bạc và tình cảm, đừng có để hai cái chuyện đó nó gọi là sao, nó khiến cho các bạn bị kéo đi. Nó khiến cho các bạn bị sao nhãng và có thể nó gây ra một số cái hậu quả nó không có được tốt. Đối với song ngư á, thì đa số khi mà người ta nói về song ngư á, thì sẽ nói về những cái tính cách kiểu giống như là trên mây trên gió nè, không có được thực tế. Thì ở cái tháng này mình thấy là song ngư phải có một cái sự chạm đất nhất định, có nghĩa là các bạn còn phải có một cái sự rõ ràng, một cái sự rạch ròi cho cái kế hoạch của các bạn. Và kim ngưu á, thì mình nghĩ là các bạn hãy nên có những cái kế hoạch ngắn hạn, có nghĩa là trong vòng ngắn hạn mấy tháng tới thì mình sẽ như thế nào, và các bạn chuẩn bị cho từng bước một cách kỹ lưỡng hơn so với cái việc là các bạn bỏ qua những cái quá trình mà các bạn ngồi các bạn suy nghĩ về cái kết quả, thì mình thấy là cái khả năng nó sẽ khó. Còn về có một cái lưu ý khác á, mình muốn lưu ý với các bạn là có thể trong cái tháng này các bạn sẽ có những cái ví dụ như thuyên chuyển công tác nè. Thuyên chuyển công tác ở đây nó mang cái tính, ví dụ có thể là các bạn đến một cái chi nhánh khác các bạn làm, hoặc là các bạn phải sang một cái bộ phận khác, hoặc là các bạn phải làm một công việc mà có thể đó giờ các bạn chưa làm, cái nhiệm vụ các bạn là đó giờ chưa có nhận lãnh cái vấn đề này. Ví dụ như trước giờ các bạn làm trong cái lĩnh vực là thực phẩm đi, thì bây giờ bỗng nhiên chuyển các bạn sang làm cái lĩnh vực công nghệ cùng trong một công ty quảng cáo, ví dụ như thế chẳng hạn, thì có thể các bạn sẽ phải có những cái đó. Và mình thấy á, cái yếu tố này đó là một cái cơ hội để cho các bạn phát triển, một cái cơ hội để cho các bạn có những cái thành tựu, những cái bước tiến xa hơn trong cái công việc. Có thể coi như là đây là một cái thử thách mà sếp lớn dành cho các bạn chẳng hạn, và mỗi cái bước các bạn đi á, mỗi cái lựa chọn các bạn sẽ có người dõi theo, có người xem xét. Cho nên các bạn cần phải có một cái kế hoạch nó chu đáo, và mình nghĩ rằng các bạn có thể nắm bắt được cái cơ hội này, nó sẽ tốt với các bạn. Và có một cái điều cuối cùng nữa mình muốn nói á, là trong tháng này á, về khía cạnh công việc, song ngư có thể sẽ phải có những cái sự lựa chọn, chọn A hoặc là chọn B. Nó có thể chọn như mình vừa nói, có nghĩa là chọn là các bạn có làm cái việc đó hay không, các bạn có nhận được cái trách nhiệm này hay không. Và những cái sự lựa chọn này của các bạn á, mặc dù có thể nó mang ban đây bây giờ các bạn chưa thấy cái sự tác động của nó đâu, nhưng mà nó mang những cái bước ngoặt rất là quan trọng. Khả năng là các bạn phải chọn giữa A B, chọn giữa hai điều. Thì ở đây á, mình thấy rằng á, trái tim song ngư mách bảo song ngư chọn một cái điều A. Tuy nhiên á, có thể là song ngư vì sợ, vì lo lắng, vì có những cái như là không có chắc rằng mình làm được, hay là không có tự tin về những cái yếu tố đó mà song ngư quyết định là mình chọn B. Cho nên thành ra đây á, mình thấy á, là song ngư còn suy nghĩ tỉnh táo, và mình có một cái sự dũng cảm để nắm bắt những cái cơ hội mà nó thuộc về mình. Và ở đây á, mình thấy rằng á, song ngư nên, nếu mà có cơ hội nào đến á, thì mình thấy là song ngư nên nói có với nó, nên say yes với nó, bởi vì mình thấy nó là một cái bước tiến rất là tốt. Thật ra cái việc mà song ngư không đi theo cái hướng đó, nó chỉ bởi vì song ngư sợ, lo lắng, hoặc là có những cái tự ti về bản thân mình thôi, thì những cái đó thì mình thấy là nó sẽ cản trở các bạn rất là nhiều. Cho nên trong cái tháng này á, cũng có thể coi là một tháng mà song ngư có nhiều cái chuyển biến về cái vấn đề công việc. Nó có thể là chuyển biến mà song ngư không thấy được, ví dụ như là trong cái quá trình các bạn làm việc có những cái người họ đánh giá, họ xem xét các bạn, có thể những cái nào các bạn không thấy được, nhưng mà nó mang đến những cái ấn tượng và những cái thành tích kéo về sau. Cho nên thành ra tháng này thì song ngư cứ hãy tập trung hết mình cho công việc và tập trung cho cái sự nghiệp, sự phát triển của mình. Mình thấy rằng á, song ngư sẽ có những cái bước tiến, tuy là nó không có được gọi là không có được nhảy cóc với, nó không có được vượt bậc, nhưng mà nó là một những cái bước tiến nó vững chắc. Cho nên hãy dành thời gian mà kiên nhẫn với cái hành trình, với cái con đường sự nghiệp của mình. Ok, còn về vấn đề tình cảm á, thì ở đây mình thấy có một cái câu chuyện rất là rõ ràng. Đó, một câu chuyện rất là rõ ràng ở đây, cho nên có thể cái câu chuyện này nó không có phù hợp với tất cả các bạn. Nhưng mà mình sẽ nói cái câu chuyện mà nó hiện lên rõ nhất ở đây. Thì cái câu chuyện này ở đây á, mình thấy là thứ nhất là có thể song ngư dính vào một cái đối tượng mà họ không có được
họ chưa có đủ chín chắn trong cái vấn đề tình cảm. Có nghĩa là họ có nhiều cái sự còn thích chơi đùa, còn thích mình tìm kiếm người này người kia, còn thích những cái vui chơi ở trong tình cảm, chưa có nghĩ đến cái vấn đề là mình phải ổn định, hay là chưa có nghĩ đến những cái cam kết lâu dài, hay là công khai, hay là như thế này thế kia. Thì cái đối tượng này song ngư dính đến có thể là một cái đối tượng họ kiểu như vậy. Thì ở đây mình muốn nói là cái đối tượng này là cái bản chất của họ hiện tại là như vậy. Có nghĩa là cái sự phát triển của họ nó mới chỉ dừng ở cái mức mà họ thỏa mãn với những cái cuộc chơi trong chuyện tình cảm. Giống như là chúng ta không có thể bắt một đứa trẻ lớp 1 giải đề lớp 10 được. Kiểu như vậy thì cái người này họ có thể bản chất của họ không có ý xấu muốn làm tổn thương các bạn, nhưng mà cái người này kiểu họ chỉ mới phát triển đến đây thôi, họ chỉ mới nhìn nhận được cái vấn đề đến đây thôi. Chúng ta không khó có thể đòi hỏi hơn về cái người này. Có thể trước giờ song ngư đồng ý cho cái người này họ họ kéo mình vào một cái cuộc chơi như vậy, nhưng mà bây giờ các bạn đã có một cái sự phát triển khác rồi. Mình cảm thấy ở bên trong song ngư á, trong cái việc tình cảm á, các bạn đã có những cái sự phát triển, có nghĩa là sự phát triển về mặt nhận thức á. Nó cũng có thể là vì cái việc là các bạn đã có quá nhiều cái uất ức, có quá nhiều cái buồn bã, cho nên các bạn quyết định là mình phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta không có thể mà nhịn nhục như vậy mãi, chúng ta không có thể mà im lặng như vậy mãi được. Và mình thấy á, là giữa hai bạn á, trong cái mối quan hệ nó có một số cái rào cản. Một số cái rào cản này thì như mình nói, nó có thể bắt nguồn từ cái việc là hai bạn không có cùng một cái đích đến, không có đang nhìn cùng về một hướng. Một người thì mong muốn cái sự ổn định, một người thì có thể là chỉ muốn vui chơi thôi, chỉ muốn là vẫn tiếp tục bay nhảy. Và bản thân các bạn đã thấy được những cái dấu hiệu này rồi, các bạn đã thấy được những cái sự cản trở này trên cái con đường tình cảm rồi. Tuy nhiên mình thấy ở đây là có vẫn có một cái nét gì đó là chưa có chịu chấp nhận. Chưa có chịu chấp nhận, kiểu như là chắc là mình cả nghĩ quá thôi, chắc người đó không có như vậy đâu, chắc là do mình sợ quá. Không, ở đây mình muốn khẳng định với các bạn đó là những cái gì mà các bạn suy nghĩ, những cái gì mà các bạn lo lắng á, hoặc là các bạn cảm thấy có những dấu hiệu không ổn á, những cái gì đó là có thật. Ở đây các bạn có lá là chú ý vào những cái dấu hiệu, và có một cái lá obstacle là vật cản á. Có nghĩa là ở đây mình cảm thấy là ở hai bạn rõ ràng có cái vấn đề, và cái việc này nó xảy ra là nó hoàn toàn là không có gì mà các bạn phải tự trách bản thân mình là tại sao hồi trước không thấy vậy nhưng mà bây giờ thấy vậy. Đây là những cái vấn đề nó xảy ra, vốn dĩ nó sẽ xảy ra như vậy. Cho dù các bạn có muốn hay không muốn thì câu chuyện tình cảm của các bạn đến cái mức này, đến cái con đường, đến cái thời điểm này á, nó phải đứng trước những cái sự lựa chọn, bao gồm cái việc là các bạn liệu có bứt phá hay không, có thay đổi mối quan hệ hay không, xóa bỏ những cái gì mà nó cũ kỹ, nó không có lành mạnh để các bạn đưa cái mối quan hệ này đến một cái kết thúc nó tốt hơn, nó lành mạnh hơn hay không. Nếu như chúng ta không thể có cái thỏa thuận đó thì chúng ta sẽ phải tách ra để có cái sự phát triển của cá nhân mỗi người. Và mình thấy các bạn cứ hãy đón nhận cái vấn đề này một cách nhẹ nhàng, bởi vì một phần cái phần bên trong các bạn đã biết là mình đã không còn phù hợp nữa rồi. Cho nên những cái gì mà chúng ta không phù hợp, một là chúng ta nói chuyện và chúng ta sửa, chúng ta có những cái thương lượng khác. Còn hai là chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta đã phát triển vượt thoát khỏi cái mối quan hệ này và chúng ta không có còn muốn cái mối quan hệ này nữa. Đó là một cái chuyện hết sức là bình thường. Cho nên các bạn hãy cứ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng thôi. Mọi thứ nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn song ngư ở trong tháng 9 này. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn cự giải. Chào cự giải, đây là trải bài tổng quan về tình hình tháng 9 dành cho các bạn trong công việc và tình cảm. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của cự giải tháng này có gì nha. Sao nhìn có vẻ để mình rút thêm một lá nữa cho cự giải.
Đối với các bạn cự giải á, thì trong cái tháng này mình cảm thấy như thế này về tình hình công việc trước ấy ha. Tình hình công việc thì có thể các bạn mình cảm thấy các bạn đang có một cái sự chuyển hóa nào đó. Cái sự chuyển hóa này nó có thể đến từ rất là nhiều nhiều thứ. Ví dụ như nó đến từ cái việc là có thể là các bạn đó giờ các bạn làm một cái công việc mà các bạn không thích, và bây giờ là cái sự không thích nó đã lên đến đỉnh điểm rồi, các bạn không thể nào chịu nổi công việc này nữa và các bạn buộc phải buông ra. Cái thứ hai là có thể là các bạn làm cái công việc này, trong cái quá trình làm thì các bạn cũng yêu thích, nhưng mà khi mà dấn thân vào các bạn có thể thấy là mình không có hoàn toàn trọn vẹn với nó. Có nghĩa là mình cảm thấy có cái gì đó nó cứ sai sai, mình không có được thỏa mãn với nó. Và cái quá trình các bạn làm việc đó, có vẻ nó mang hơi nhiều cái màu sắc là mình phải cố gắng. Thì đương nhiên công việc thì chúng ta phải cố gắng, nhưng mà cố gắng cái kiểu như là cố gắng một cách chán nản á. Mỗi ngày là một ngày chấm công, đi làm vì chấm công, vì vì như thế này thế kia, nó ít mang cái màu sắc là cảm hứng, nó không có mang nhiều cái màu sắc là các bạn vui vẻ, các bạn đam mê với cái nghề nghiệp này. Thì ở đây mình thấy á, là cho nên thành ra cái trải bài này nó sẽ phù hợp với các bạn nào mà các bạn đang muốn có một cái sự chuyển việc á, các bạn đang muốn có một cái sự đổi khác trong công việc á. Ở đây các bạn có những cái lá nói về việc là mình các bạn đang đứng có thể đang đứng ở một cái sự lựa chọn, một cái sự chuyển đổi công việc nào đó. Thì ở đây mình thấy á, nên gọi là khuyên các bạn có nên hay không á, thì mình nghĩ các bạn đã đến lúc để các bạn chuyển công việc rồi, nếu các bạn thật sự cảm thấy mình không thể nào chịu nổi công việc cũ nữa. Bởi vì ở đây nó thể hiện là các bạn rất là mệt mỏi, thậm chí á, có thể là ở cái công việc cũ á, các bạn không có được đáp ứng những cái nhu cầu rất là cơ bản. Ví dụ như tôi đi làm cũng rất là vất vả khó khăn, nhưng mà công ty thì đồng lương là không đủ, hoặc là về cái vấn đề ngủ nghỉ các bạn cảm thấy mình bị bóc lột, hoặc là các bạn cảm thấy mình không có được thỏa mãn, và nó đe dọa đến những cái cảm xúc trong cái cuộc sống các bạn, để giữ cái cuộc sống các bạn cân bằng á. Và đây đến là cái lúc mà các bạn có một cái rẽ hướng khác. Nếu trong lòng các bạn có một cái tư tưởng nào đó, các bạn có một cái sự mong muốn thay đổi nào đó, thì các bạn cứ thay đổi đi, các bạn hãy cứ đi theo cái con đường của mình. Bởi vì khả năng ở đây á, cái con đường đó nó nói chung là mình chưa biết là nó có mang lại nhiều tiềm năng hơn hay không, nhưng mà trước mắt á, nó sẽ giúp cho các bạn có những cái sự thoải mái, và các bạn có những cái sự đam mê nhiệt tình hơn trong công việc. Và chính vì cái cảm giác đam mê, cảm giác nhiệt tình đó, nó sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái bước tiến trong cái công việc hơn. Và mình thấy rằng á, cảm giác giống như là nếu mà các bạn làm ở cái công việc cũ á, các bạn đang bị đặt vào một cái tình huống mà nó hơi tiến thoái lưỡng nan, có nghĩa là cảm giác như là các bạn chọn cái gì cũng sai á. Hoặc là có thể trong cái môi trường đó vì một cái lý do nào đó các bạn bị đẩy vào một cái tình cảnh mà các bạn chọn cái gì cũng sai hết đó. Các bạn chọn đường nào cũng không được, hoặc là các bạn thường xuyên bị đẩy vào những cái tình huống khó để người ta cái này không phải thử tài để lên lên chức đâu, mà cái này giống như kiểu ai ăn ốc các bạn, bắt các bạn đổ vỏ. Cảm giác như vậy nó rất là mạnh. Cho nên ở đây mình thấy đó, cái công việc cũ các bạn, nếu mà các bạn nằm trong cái trường hợp như những cái gì mà mình liệt kê á, thì công việc cũ nó đã không còn đem lại cho các bạn những cái sự phát triển rồi. Cái công việc cũ nó đã không còn đem lại cho các bạn những cái bước tiến cao hơn trong công việc. Và thậm chí là mình thấy những cái hứa hẹn về lương thưởng á, nó một là nó không có, hai là nó còn thâm hụt nữa. Cho nên đây là cái lúc các bạn có thể có được những cái hướng phát triển mới của các bạn. Mình nghĩ là trước mắt á, là hãy chọn những cái gì nó khiến các bạn yêu thích, khiến các bạn cảm thấy thoải mái. Thoải mái đây nó rất là dễ dàng, thoải mái nó có thể thoải mái về cái mặt tinh thần, hoặc thậm chí nó cái thoải mái ở cái khía cạnh là các bạn có đủ tiền lương, các bạn có đủ phúc lợi để các bạn có thể có một cái cuộc sống nó bình thường và nó ổn định trước cái đã cũng được nữa. Nó không không có gì mà nó phải rắc rối ở đây hết. Cho nên thành ra mình thấy là các bạn đã có một cái ý tưởng nào đó rồi, nếu các bạn có một cái ý tưởng rồi thì hãy mạnh dạn thực hiện cái ý tưởng đó, và cái việc này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều cho cái sự phát triển tiếp theo các bạn. Nhìn chung thì mình thấy đây là một cái việc hiển nhiên nó phải tới. Mình cảm thấy là không sớm thì muộn các bạn cũng sẽ có một con đường khác, cũng sẽ lựa chọn một cái điều khác thôi. Cho nên các bạn hãy cứ để cái sự thay đổi nó diễn ra. Cái sự thay đổi nó phải được diễn ra một cách tự nhiên, nó phải được diễn ra một cách là bình thường. Chúng ta ngày hôm nay thích cái này, ngày mai hoặc ngày mốt ngày kia chúng ta thay đổi rồi, chúng ta lại có những cái sự hướng đến khác, mong muốn khác, thì đó cũng là một chuyện, nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có gì gọi là quá phải nặng nề hết. Ok, còn cái trong cái vấn đề tình cảm các bạn á, thì mình thấy nhìn chung cái sự thay đổi này ở đây nó là một cái sự thay đổi, nó mang cái tính là nó là thay đổi về tầm nhận thức á, cho nên thành ra nó ảnh hưởng cả về công việc lẫn cái chuyện tình cảm của các bạn. Có với một cái số bạn ha, mình cảm thấy có thể trong cái vấn đề tình cảm các bạn đang rơi vào một cái tình huống mà các bạn có rất là nhiều cái sự căng thẳng,
Có thể là bạn với đối phương của các bạn không có được hòa hợp, hoặc là không có nhất định hòa hợp ở đây phải là cãi nhau hay như thế nào, nhưng mà có thể ví dụ như cái người này cự giải á, là một cái nhân vật mà các bạn thích sống về phía gia đình, hướng về gia đình, hướng về tổ ấm mái ấm, muốn một cái sự bền vững, nói chung là hai cái chữ gia đình đó, muốn cái sự bền vững, muốn một cái sự cam kết, thì có thể đối phương các bạn không có cho được các bạn những cái điều này. Nhưng mà bạn quá yêu cái người này, quá thích cái người này đi, cho nên bạn cứ phải lao theo cái đối tượng này, và bạn cứ thường xuyên phải chịu đựng những cái tính khí thất thường của họ, hay là những cái sự xung đột về suy nghĩ về cái giá trị tình cảm với họ. Thậm chí có thể là cái người này họ ham đàn đúm như thế này thế kia, họ đam mê những cái thứ ở bên ngoài, và nó khiến cho các bạn rất là căng thẳng. Thì giống như mình nói á, những cái mối quan hệ nào mà nó không có còn phục vụ cho cái sự hạnh phúc, vui vẻ và phát triển của các bạn á, thì cái mối quan hệ đó nó đã không còn gọi là nó đã không còn cần thiết để mà chúng ta có thể phải tiếp tục phung phí năng lượng và thời gian chúng ta vào đó nữa. Mình thấy cái hiện tại ha, tình trạng của các bạn nó đang hơi khá là căng thẳng. Có thể các bạn là mất ăn mất ngủ vì cái mối quan hệ này, hoặc là thường xuyên có những cái suy nghĩ nó gây ra stress. Thì ở đây mình thấy á, là một là chúng ta sửa cái mối quan hệ này, chúng ta có những cái ranh giới nói chuyện rõ ràng với nhau. Nếu như đã nói chuyện rõ với nhau rồi mà vẫn không có gì thay đổi á, thì mình nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta tự thay đổi, chúng ta tự có cái sự phát triển để chúng ta cứu chúng ta ra khỏi cái tình huống này. Một người á, họ chỉ có thể thay đổi khi mà họ muốn thôi. Nếu mà cái người đó họ không muốn thay đổi á, thì bạn có làm cái gì họ cũng sẽ không muốn, hoặc là họ sẽ thay đổi ở một cái tình huống là rất là cầm chừng, làm xong rồi thôi, sẽ không có để ý nhiều, duy trì lâu được cái chuyện đó đâu. Cho nên ở đây á, các bạn phải là người thay đổi, chủ động thay đổi trong cái cuộc sống các bạn. Và mình thấy có một cái yếu tố nữa là các bạn cự giải á, các bạn đừng có nghe người này người kia nói ra nói vào. Ví dụ như là các bạn muốn, các bạn trong cái mối quan hệ các bạn cảm thấy các bạn không được yêu thương, các bạn không có được ổn, thì các bạn hãy biết cái cảm nhận đó của mình, đừng có để người khác nói là đâu có, tôi thấy cái người đó họ tốt mà, tại sao cậu nghĩ gì kỳ vậy, hoặc là như thế này thế kia á. Thì mình cảm thấy là không nên, chúng ta là người duy nhất hiểu rõ nhất bản chất của chúng ta, tâm tính của chúng ta, tình cảm và cảm nhận của chúng ta là như thế nào. Thậm chí bây giờ kể cả khi mình nói với các bạn là cái người này như thế này thế kia, nhưng mà các bạn cảm thấy cái họ họ không có như vậy, thì các bạn cũng có thể bỏ qua. Chúng ta phải kiên định với cái việc là chúng ta là cái người hiểu rõ nhất cái con người thật của mình, cái cảm xúc của mình, những cái điều mà mình muốn, những cái gì mà mình không muốn. Cho nên các bạn hãy có cái sự mạnh mẽ và dứt khoát, quyết đoán trong cái tình huống này. Đối với một số cự giải khác ha, đối với một số cự giải khác thì mình cảm thấy là các bạn, đặc biệt là những cự giải nào mà còn đang độc thân á, thì mình thấy là các bạn đang có một cái khoảng thời gian tận hưởng khá là vui vẻ, khá là tốt. Có thể các bạn mặc dù không có người yêu, nhưng mà chúng ta có những cái mối quan hệ bạn bè rất là tốt đẹp, hoặc là những người thân hiểu chúng ta cảm thấy là chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng hơi cô đơn, nhưng mà nó không có đến mức độ mà chúng ta phải hạ thấp hết toàn bộ cái giá trị của mình vì một người nào đó. Bởi vì bên cạnh các bạn luôn có những người lắng nghe các bạn, luôn có những người là sẵn sàng chăm sóc ở bên các bạn. Cho nên mình thấy cái nguồn năng lượng này các bạn hãy cố gắng duy trì và phát triển nó lên thì càng tốt. Có nghĩa là hãy sống trong một cái trạng thái hạnh phúc, một cái trạng thái mà chúng ta chỉ cần chính bản thân chúng ta thôi. Chúng ta có thể tự làm chúng ta vui sướng, và những cái cảm xúc đó nó đang gọi đến một cái người phù hợp với các bạn. Mặc dù cái người phù hợp này họ chưa đến đâu, nhưng mà giống như là các bạn tưởng tượng là hiện tại bây giờ cái nguồn năng lượng các bạn nó đã phát ra, và nó đang kéo 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 cái người thu hút cái người kia tới. Mặc dù có thể cái người này họ chưa thật sự xuất hiện trong cuộc sống các bạn, nhưng mà về cái cạnh năng lượng các bạn á, bên trong năng lượng các bạn nó đã có cái sự xuất hiện của cái đối tượng này rồi. Cho nên việc chúng ta còn làm là chúng ta hãy cứ tiếp tục sống, chúng ta hãy cứ tiếp tục vui vẻ để chúng ta có thể tận hưởng cái sự hạnh phúc. Và khi mà các bạn hạnh phúc và các bạn vui vẻ vậy á, các bạn mải mê sống cuộc sống của mình á, thì cái đối tượng này nó sẽ xuất hiện. Cái đối tượng này xuất hiện nó không phải để cho các bạn hạnh phúc đâu. Đối tượng này xuất hiện là để có thêm cái sự hạnh phúc cho các bạn thôi. Là để vũ trụ xác nhận với các bạn rằng bởi vì các bạn yêu bản thân các bạn, cho nên bây giờ họ gửi đến các bạn một người cũng sẽ yêu bản thân các bạn như vậy. Nó phản ánh lại cái thế giới và cái nội tâm, cái cuộc sống hạnh phúc của mình. Và đối với những cái cự giải nào mà các bạn vẫn còn đang ở trong một cái mối quan hệ hạnh phúc, thì các bạn cứ cứ coi như là đây không không có thông điệp dành cho các bạn, nó không phù hợp với các bạn thôi, cũng không có vấn đề gì cả.
Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn tự giải trong tháng 9. Nếu như mà sorry các bạn. Đây là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn cự giải ở trong tháng 9. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ban nãy điện thoại mình reo nên mình mất tập trung. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với bọ cạp. Xin chào bọ cạp, đây là trải bài dự đoán tổng quan chung về tình hình tháng 9 dành cho các bạn, về cả công việc lẫn tình cảm. Chúng ta hãy cùng xem trong tháng mới bọ cạp sẽ như thế nào nha. Trời ơi, trúng số rồi. Bọ cạp thì một lá nữa đi. Ràng là mình không hề rút gì hết và nó nhảy ra. Mình đã ngờ ngợ rồi. Mà cái này là confirm mạnh mẽ quá. Ok. Bọ cạp là thấy tươi sáng rồi nè. Đối với các bạn bọ cạp á, về vấn đề mà công việc ha, mình nói công việc trước đi. Thì đối với bọ cạp công việc trong tháng này á, thì mình thấy các bạn sẽ có khá là nhiều cái sự nhiệt tình năng nổ và nhiều cái bước tiến á, có thể là bước tiến ở đây trong cái vấn đề là bạn sẽ được cho những cái cơ hội. Bạn sẽ được sếp của mình nè, hay là cấp trên hay là đồng đội đưa cho các bạn những cái cơ hội để các bạn có thể là các bạn chứng tỏ được cái khả năng và cái tiềm năng của các bạn nó lớn đến đâu. Thì mình thấy trong cái tháng 9 này nè, các bạn sẽ có nhiều cái kế hoạch, sẽ có nhiều cái sự hợp tác mới. Nói chung là đây là một cái tháng mà mình cảm giác khá là bận rộn, khá là sôi động đối với bọ cạp. Những bọ cạp nào á, mà các bạn đang muốn kiếm việc làm á, thì mình thấy cái tháng này nó cũng khá là hợp lý á. Có nghĩa là nó cũng sẽ có phần trăm tương đối cao là các bạn sẽ có những cái thành công, sẽ có những cái chiến thắng. Bởi vì đây là một cái tháng á, mình cảm giác bọ cạp sẽ lao đi rất là nhanh trong vấn đề công việc. Nhưng mà chính vì lao đi nhanh như vậy á, cho nên bọ cạp phải lưu ý một điều, đó là các bạn cần phải chú ý vào tiểu tiết một chút. Nhìn chung ở đây thì có vẻ là các bạn đôi khi mình nhanh quá thì mình sẽ dễ có một cái là chắc là được rồi, không sao đâu, mình làm lẹ 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 để mình làm cái khác. Ở đây á, thì các bạn phải chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Có nghĩa là mình cảm thấy là các bạn nên để ý một chút, cẩn thận một chút trong từng cái việc các bạn làm. Có thể các bạn làm cái việc đó nó hơi chậm một chút nhưng mà nó hoàn thành một cách tốt đẹp, nó hoàn thành một cách toàn vẹn hoàn mỹ á, thì nó cũng sẽ rất là tốt, nó tốt hơn rất là nhiều so với việc các bạn làm 10 cái dự án nhưng mà 9 cái là nó đã có những cái sai sót nhỏ nhỏ rồi. Thì bây giờ mình làm 5 cái thôi nhưng mà tất cả đều toàn vẹn thì nó cũng sẽ rất là tốt. Đặc biệt là cái tháng này á, bọ cạp á, lao đi nhanh cho nên nó còn các bạn cái sự chăm chỉ, cái sự chăm chút, cái sự nỗ lực phấn đấu. Cho nên mình cảm thấy các bạn sẽ dành khá là nhiều thời gian dành cho công việc trong cái tháng này. Và nhìn chung á, là các bạn cứ yên tâm đi, những cái thời gian các bạn bỏ ra cho công việc á, nó sẽ nhận được những cái quả rất là thích đáng. Mặc dù mình thấy á, ở đây là trong tháng 9 có thể các bạn sẽ chưa có hoàn toàn nhìn thấy là ví dụ như mình được đề bạt, mình được lên chức hay như thế này thế kia, nhưng mà nó gieo những cái mầm mống rất là tốt cho các bạn. Và cái đà phát triển của các bạn á, mình thấy là cái đà nó rất là nhanh, nó rất là vững và nó nhanh. Cho nên thành ra là các bạn hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước, chăm chỉ làm việc, cứ cố gắng cống hiến và nó sẽ có những cái thành tích tốt. Đó giờ đó là chuyện hiển nhiên thôi, các bạn cố gắng, các bạn bỏ nỗ lực, bỏ công sức thì các bạn sẽ được đền đáp. Đó là một cái chuyện rất là hiển nhiên, một cái chuyện nó là vốn dĩ nó như vậy đó. Cho nên các bạn đừng có sợ là cái công sức của mình sẽ bị kéo thụt lùi hay như thế nào. Và nhưng mà mình lưu ý ha, các bạn phải còn phải cẩn thận. Và trong cái tháng này á, nó còn các bạn là các bạn khó có thể lập lờ nước đôi lắm. Các bạn sẽ có những cái tình huống mà các bạn yêu cầu các bạn phải quyết đoán nhanh, các bạn phải quyết định nhanh, các bạn sẽ phải thể hiện cái sự
quyết đoán nè, cương quyết và dứt khoát của các bạn. Có thể đôi khi mình chọn á, nó sẽ có những cái vấp váp thế này thế kia, nhưng mà các bạn còn phải cố gắng hết sức cho cái lựa chọn của các bạn. Và cái tháng này cũng là một cái tháng nó nói về cái việc là các bạn cần phải có một chút cái lý tính ở trong đó, có nghĩa là chúng ta hãy sử dụng cái lý tính nhiều hơn, bớt cảm tính lại, để cho trong cái công việc nó suôn sẻ. Cái tình huống cụ thể thì nó sẽ từng tùy thuộc vào từng bạn, nhưng mà ở đây á, nó đề cao rất là nhiều lá, đề cao cái việc là các bạn phải quyết đoán và các bạn phải dứt khoát. Có thể là các bạn có thể sẽ được giao cho chịu trách nhiệm một cái hạng mục nào đó chẳng hạn, và những cái người đứng đầu cái hạng mục thì các bạn cần phải có cái sự dứt khoát quả quyết. Và cái tháng này ha, thì mình thấy á, nó là một cái tháng thì nó sẽ tương đối vất vả, cho nên các bạn cần phải lưu ý về cái vấn đề ngủ nghỉ và cái vấn đề di chuyển xe cộ của các bạn. Các bạn cần phải có những cái mình phải cẩn thận, mình làm cái gì cũng phải đảm bảo cái an toàn và cái sức khỏe của bản thân thì mọi thứ nó mới có thể tốt được. Và cái tháng này nếu các bạn muốn làm cái gì á, thì hãy dứt khoát làm cái chuyện đó, đừng có do dự, đừng có chùn bước, hãy dứt khoát theo đuổi cái ý định và cái mong muốn của các bạn, nó sẽ tốt cho các bạn hơn rất là nhiều. Không phải lúc nào các bạn cũng sẽ gặp được một cái tháng mà nó có nhiều cái đà mạnh đẩy các bạn như thế, cho nên chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội này. Còn về trong vấn đề tình cảm thì rất rõ ràng ở đây mình thấy, đặc biệt với những cái bạn nào á, mà các bạn đang trong một cái tình trạng là các bạn đang độc thân á, thì mình thấy là khả năng cao chuỗi ngày độc thân các bạn đã kết thúc. Chúc mừng các bạn. Ở đây các bạn có một lá new love nè. Thì ở đây mình thấy là các bạn có thể các bạn gặp, thật ra mình cảm thấy các bạn gặp tới hai đối tượng lận, nhưng mà thôi, cái nói chung là các bạn gặp ít nhất là một đối tượng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là rung động, sẽ khiến cho các bạn có những cái cảm xúc, và cái cảm xúc này nó sẽ không phải chỉ có mang cái tính là về trái tim các bạn đâu, có nghĩa là các bạn có những cái cảm xúc nè, cái người này hợp tính hợp tình với mình, và về cái mặt ngoại hình của họ mình cũng cảm thấy cái ngoại hình của họ phù hợp nữa. Người này có thể không phải đẹp xuất sắc, nhưng mà ví dụ như đó giờ điểm yếu của các bạn là một cô gái có lúng đồng tiền, hoặc là điểm yếu của các bạn là một chàng trai mắt một mí, thì bây giờ cái đối tượng này họ sẽ có được những cái đặc điểm đó, cho nên ở đây là các bạn sẽ có một cái sự tạm gọi là ưng ý ha, tạm gọi là ưng ý, tạm gọi là hòa hợp về cả mặt cảm xúc lẫn cái mặt ngoại hình, những cái yếu tố khác có liên quan, cho nên thành ra mình cảm thấy đây là một cái chuyện tình mà có thể trông đợi được. Mình và mình có một cái cảm giác á, là cái nhân vật này với bạn á là một cái nhân vật mà hai bạn có thể có một cái khoảng cách nào đó. Ví dụ như hai bạn không có cùng quê, hai bạn có những cái khoảng cách về địa lý, hoặc là hai bạn có những khoảng cách về mặt tuổi tác, hoặc là về địa vị xã hội chẳng hạn. Tuy nhiên hai khoảng cách này thì mình thấy nó cũng không có quá đáng kể đâu, nó cũng không có là một cái gì đó lớn, chẳng qua là cho thêm các bạn cái thông tin để cho các bạn có dễ có cái nhìn, có cái tưởng tượng thôi. Mình nhìn chung á, thì mình thấy cái người này với các bạn có thể có một cái tương lai nào đó với nhau, một cái mối quan hệ mà nó có thể có một cái sự đi theo đi với nhau lâu dài á, cho nên đó cũng là một cái mối quan hệ rất là đáng trông đợi. Các bạn đã kết thúc cái khoảng thời gian đau khổ quằn quại rồi, khoảng thời gian một mình rồi, cho nên thành ra đây giống như là một cái kết quả để nó thể hiện với các bạn rằng thế giới bên trong các bạn đã bình yên, đã ổn, cho nên thế giới bên ngoài những cái điều tốt đẹp, những cái điều bình yên, những cái điều vui vẻ nó cũng sẽ đến với các bạn. Cho nên mình thấy các bạn cứ tận hưởng thôi, cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình, cứ bận rộn với công việc của mình, và sẽ chúng ta sẽ có thêm một cái người chúng ta đồng hành, song hành với họ, nói chuyện, trò chuyện vui vẻ với họ. Cứ hãy tập trung vào cuộc sống các bạn, và ngay lúc đó là cuộc sống sẽ mang đến cho các bạn những cái món quà, những cái sự kỳ diệu. Và đối với những cái bạn nào mà các bạn đang có một đang ở trong một cái mối quan hệ rồi á, thì ở đây mình có thể thấy là cái mối quan hệ của các bạn rất có thể sẽ có những cái kết đường xa với nhau, những cái lâu dài với nhau, và mọi thứ nó vẫn đang phát triển khá là tốt. Cho nên chúng ta cứ thoải mái. Nhìn chung là về cái khía cạnh tình cảm của bọ cạp á, dù các bạn đang ở trong cái trường hợp nào thì mình cũng cảm thấy nó tương đối là viên mãn. Ở nó vẫn vui tươi, rất là hạnh phúc. Dù mặc dù mình chưa có một cái cam kết nào đó cụ thể, chưa có nhìn thấy một cái đích đến, nhưng mà hạnh phúc đó, nó là một cái việc nó xảy ra ở trong cái giây phút hiện tại, chứ không phải là chúng ta nhất định chúng ta phải nhìn thấy được một cái kết đẹp thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Không cần, chỉ cần chúng ta ở bên một người mà chúng ta tâm đầu ý hợp là chúng ta đã có thể hạnh phúc ngay trong cái giây phút này rồi. Chỉ có là cái công việc chúng ta sẽ dồn sức lực, mà như vậy thì nó cũng hợp lý, bởi vì chuyện tình cảm nó là một cái hậu phương vững chắc để cho các bạn dành nhiều cái tâm huyết của mình, dành nhiều cái sự tập trung và công sức vào cái công việc, thì như thế thì nó cũng khá là
hợp lý và nó sẽ đỡ hơn cho các bạn rất là nhiều hơn với việc mà chúng ta phải căng ra ở cả hai cái vấn đề này. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn bọ cạp. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Tạm biệt.